Quay trở lại với trận đấu 2-2. Ở đây phía bên kia thì không biết là thanh niên này có hay chơi trò này không, nhưng có lẽ là mình sẽ ở trên biển đây, mình sẽ cần có nhiều biển ở một góc bởi vì có nguồn tài nguyên dồi dào thì mình có mấy có khả năng để chiến thắng. Trận đấu này vào trận hơi lâu. Sẽ dành một góc hồ để mình xây dựng nha. Đầu tiên lính sắp ra mình sử dụng đi theo chính xác luôn. Lính này chủ yếu là do đi chậm cho nên mình sẽ ăn những cái nguồn tài nguyên gần chứ. Và mình thêm cái kế nhà máy nước nó đảm bảo. Do nó đi rất là chậm. Đây có lẽ là hết rồi, cần lên nhà máy thuyền này. Này thì mình sẽ để một chút để nguồn cung quét mình thấy họ lên ở trên cái kia rất là nhiều. Thanh niên này chưa thấy sản xuất được gì biệt luôn, vẫn chưa chính xác được hết cái nguồn tài nguyên. Mình thấy thanh niên này như chơi với máy thì phải. Nhưng mà mình sẽ cần lên nhà nước. Giao tranh mình sử dụng cái tên thần chính xác. Thanh niên thì mất mạng sao? Đây mình thấy họ tấn công nhanh cho nên mình sẽ sản xuất xe luôn.
họ không có khả năng chơi chắc ở trên biển. Thậm chí nếu mà không nâng cấp nhanh, họ có thể bị tiêu diệt ở trên biển luôn. Giao tranh thì sự quyền tấn công luôn. Chúng ta sẽ cải thiện nguồn cung khi mà nguồn cung của mình rất là thiếu. Lên cái nhầm nước mình sẽ lấy từng nhóm nhỏ đi hình chính xác. Lúc này máy bay là cái việc cấp thiết nhất để mình có thể tấn công luôn. Mình xem đầu thủ bên trong xem họ đã lên sản xuất được gì. Họ đang lên thuyền, tiếp tục lên thuyền. Lúc này cải thiện nguồn cung thì tất nhiên là một việc tất yếu cho các bạn, nên là ấn item khi mà thấy item của mình sắp hết thì mình ấn liên tục để vớt. Đây thì mình thấy họ đã sẽ dựng sự xảy ra rồi, mà có lẽ là họ không có ý định tấn công trên biển đâu, nên mình sẽ để dành con đi Hoover ở giữa đâu. Bên này không có luôn.
Nó sẽ dùng vào đây giúp đồng đội đi. Trên đường này họ quá đông. Thế là mình tiếp tục cải thiện nguồn cung nhé. Mình lên cho đủ hướng con máy bay là hỗ trợ những khi bay thấp. Đây mình sẽ dùng máy bay tiêu diệt con này luôn. Mình không biết đã xây nhà máy nước chưa, nhà máy điện mình xây rồi. Lúc này mình cần cải thiện nguồn cung lên và mình sẽ tấn công một máy bay. Bởi vì quãng đường đi quá xa cho nên mình sẽ tấn công một máy bay luôn. Vẫn còn một ít nữa, vẫn còn một ít nữa. Đủ không? Cái này sản xuất của mình sẽ tấn vào sản xuất xe quân sự đi, thì sẽ rất là yếu. Còn này, quân thì mình nghĩ là già già một chút. Nguồn cung là yếu tố then chốt trong trận đấu. Khi mà các bạn có nguồn cung, bạn hãy sử dụng item. Có khả năng họ đã lạc lạc vào đây thì hai con quân chẳng hạn. Mình sẽ tấn công luôn, giao tranh tổng số tấn công.
dường như lúc này mình có thể là bỏ qua cái phần sản xuất rồi các bạn, và mình sẽ tiếp tục mình sản xuất mình lại. Mình đã làm cho mình chính xác ra rồi cụ thể luôn. Có lẽ là ba con nhà máy bay là mình đã thấy nó mạnh mẽ. Tiếp tục xuất sát trên biển. Nhưng mà mình sẽ xuất quân luôn thì thấy người nó đây hỗ trợ bên này. Mình vẫn còn sức để mà phá hủy đâu không cho một xe nào đi lấy. Đây là bị yếu luôn. Mình sẽ lên thêm được hai con máy bay nữa, tổng cộng là 4 con. Vậy chúng ta thiếu 2 con máy bay, 1 con nữa. Và gần như là nếu mà lên được 12 con máy bay thì chúng ta bên đó chắc chắn sẽ tăng lên. Mình ít khi chơi ném bom, lại chơi khói. Nhưng mình khả năng nâng cấp ném bom thì lưu em nâng cấp rất là lâu. Tức là mình sử dụng cái sản xuất nâng cung. Khi đem sản xuất phi quân sẽ giúp tăng các bạn tốc độ lên 10%. Thời gian 60 giây hiện tại đem và hiệu lực của đem. Như thấy là thì đem sẽ lên 10%. Đây là họ đã lên cơ sở nguồn ra chúng ta chỉ đủ được 1 cấp. Mình thì khả năng mình xây tôi nhiều hơn luôn, mình xây vòng trụ ra rộng hơn nữa. Giao tranh luôn, mình cần đánh không, những cái đen.
Lúc này thì mình chỉ bay một lượt thôi là ra bên kia nó đã tan được. Không thấy họ xây được lại. Bên kia cũng họ cũng sử dụng nhà với mẫu level 2. Thì bây giờ mình sẽ bay ra chỗ level 2 mình chơi luôn. Vào chân mình sử dụng con cục cần thông qua. Lúc này thì mình mới yên tâm hơn khi mà đồng minh của chúng ta sử dụng Hero 2, Hero 3 nữa rồi. Và chưa thấy động thái của bạn hỗ trợ gì cả. Về diễn xem qua chút hợp đồng. Báo bị một trung tâm chỉ huy bằng Thor, tức là phải bằng máy bay 3 cơ. Mình đã không kịp lên Thor rồi. Và sử dụng dạng xuất xe quân sự thêm 3 lần nữa. Bạn có thể làm sử dụng dạng xuất xe quân sự. Mình rất nhiều ý đẹp. Mình sẽ dùng 3 lần, tức là hết 300. Đó, thì mình sẽ hợp đồng. Sử dụng 6 item sản xuất xe quân sự. Tức là 6 item sản xuất thì hết 600. Nhưng mà bạn sẽ được 700, tôi các bạn giữ được lại. Sáu này, tìm hiểu được rồi. Nhiệm vụ. À, nếu như thắng trận này, thì mình thắng rồi thì khả năng chúng ta thì nó bị ba chương trình của dương đúng không? Tàu tầm dương thì chơi hơi lâu. Mình sẽ lấy một con máy bay ra để dò trong bụi liệu có không? Có quẹt được trong bụi không? Phá vị 5 đơn vị để lên. Tức là có những cái con hero đầu đời nhất đấy. Và những nhiệm vụ rất là khó nhé. Phá hủy 16 công trình một mét. Bài học rất là kinh. Thì con hero này bó tay luôn. Mình sẽ rút hoạt động lên này. Mình đang mắc rồi, mắc quần xuống luôn.
Vậy để làm nhiệm vụ nhanh hơn thì chúng ta có thể là sản xuất đi theo chỗ của sản xuất. Nói chung là cũng sắp mắc chỉ huy rồi. Lúc này họ rất là nhiều nhím nhé. Đỡ đau. Đau thấm. Rất thấm. Insufficient energy. Ready for takeoff. Instruction complete. Stand by. Insufficient energy. Enemy detect allied UAVs under attack. Missiles ready. Insufficient energy. Đang dùng rất nhiều máy bay đấy. Mình thấy họ bỏ cuộc rồi. Cho nên sẽ thành công luôn. Con này nó không nhảy lên phát nữa để mình làm nhiệm vụ xong.